Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Xe Bảo Nam nhé. Và ngày hôm nay bên Xe Bảo Nam mình sẽ quay review màu Exciter 50 màu đỏ trắng, một màu mà rất nhiều anh em đang chờ đợi. Thì sau đây mình sẽ review về cận cảnh của chiếc này nhé. Chiếc này khá là đẹp, và trước mặt anh em đây. Exciter 50 không cần bằng lái, hiện tại đang có 6 màu tất cả anh em nhé. Đây là một trong những cái màu đẹp nhất, màu đỏ trắng với lại màu đen đỏ và màu xanh đen. Mình đang quay tổng thể chiếc màu đỏ trắng này cho anh em xem. Ok, dạo quanh một vòng rồi thì mình sẽ tiến gần lại nhé. Đây là mặt nạ trước của xe này. Bây giờ mình sẽ tiến lại này. Anh em nhìn thấy ở dưới đây là hai cái đèn mắt cáo của xe khá là đẹp. Hai đèn mắt cáo của xe này. Bên đây là bộ phận đầu đèn pha này. Xe mắt cáo này buổi tối nhìn khá đẹp anh em nhé. Đây, xe chữ phanh kia. Vâng. Bây giờ sẽ tiến vào bộ phận đồng hồ này. Cần cận cảnh cái bộ phận đồng hồ cho anh em xem nhé. Bên trái là các công tắc đèn còi xi nhan. Bên phải là đèn khởi động này. Đây là khóa này. Thì Exciter 50 thì cũng có hai khóa cơ anh em nhé. Và đây hai khóa anh em cũng có khóa cổ và cũng có khóa cổ này. Đấy. Bắn hết đi thì được nhé. Mình một tay hơi khó này. Và cũng có khóa từ nhé. Ok. Đang review các chi tiết gần gần của Exciter 50 không cần bằng lái cho anh em. Vâng, khá là ổn đúng không anh em? Bô này, cần khởi động này. Những anh em nào đi thì có khả năng một giảm tốc support của Exciter 50 khá là êm, anh em nhìn chưa? Ok. Điều đặc biệt là cái bánh xe của Exciter 50 rất là đẹp nha anh em nhé. Để mình sẽ lượn nốt lên một cái vòng lượn này cho anh em xem. Ok. Anh em nhìn cái bộ vành đúc của Exciter 50 rất là đẹp. Đây, đang lừa này cho anh em xem. Ok. Nhìn tổng thể cái bộ vành đúc này rất là đẹp anh em ạ. Đây. Ok. Rồi anh em nhớ đăng ký và theo dõi subscribe kênh YouTube của Xe Bảo Nam nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em những video sau.